Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị bài phân tích có tự đề Ý nghĩa sâu sắc của những con đường xung quanh dinh độc lập của tác giả Tuệ Lăng. Đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 17 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ý nghĩa sâu sắc của những con đường xung quanh dinh độc lập Khi viết bài Ý nghĩa sâu sắc của những con đường xung quanh dinh độc lập, mình ghi rõ tên tác giả là Tuệ Lãng. Vậy mà ai đó đăng lại bỏ tên đi, nhiều chỗ sửa lại không đúng thành ra bài viết lại như những vết vá chằng vá đạp lung tung, thế thiệt là buồn cười. Nhưng ngay ngủi là nhiều người comment rất hoan nghênh. Này xin đăng lại toàn văn bản văn này ở đây, ý nghĩa sâu sắc của những con đường xung quanh dinh độc lập. Khi đăng bộ với tư cách một quốc gia tại Liên Hiệp Quốc, một quốc gia phải xác định năm trụ cột cơ bản như sau. Thứ nhất, bộ quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca, quốc huy. Thứ hai là lãnh thổ giáp giới với các quốc gia lân cận. Thứ ba, chủ thể các dân tộc tồn tại trong quốc gia. Thứ tư là văn hóa, bản sắc và lịch sử. Và thứ năm là ngôn ngữ, sử dụng chính thức. Vì lá ấy, xung quanh dinh độc lập trái tim của thủ đô quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và thành phố Sài Gòn đã châu tuần các con đường phản chiếu các tinh thần trụ cột ấy. Dinh Độc Lập cùng với đường Công Lý nay là năm kỳ khởi nghĩa và đường Thống Nhất nay là đường Lê Duẩn đã khẳng định ba mục tiêu quan trọng của chính thể Độc Lập, Công Lý, Thống Nhất. Bên trái Dinh Độc Lập là đường Nguyễn Du, đại thi hào dân tộc được xem là đại diện cho văn hóa Việt Nam. Bên phải Dinh Độc Lập là đường Hồng Thập Tự nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hồng Thập Tự nay được gọi là Chữ Thập Đỏ, là tên gọi Hán Việt của Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, ICRC, được thành lập năm 1863 đây là tổ chức nhân đạo lâu đời nhất lớn nhất trên thế giới hoạt động với mục đích bảo vệ sự sống và sức khỏe con người giúp đỡ những người bị thương trong các cuộc xung đột vũ trang không phân biệt quốc tịch dân tộc tôn giáo tín ngưỡng hay giai cấp hay quan điểm chính trị hai con đường này phản chiếu tinh thần hòa hợp của văn hóa dân tộc với các giá trị phổ quát của dân loại của quốc gia việt nam cộng hòa sau dinh độc lập là con đường huyền trân công chúa, con đường mang tên của một người phụ nữ đã có công rất lớn trong sự nghiệp năng tiến thở ban đầu, để từ đó lãnh thổ phương Nam của Tổ quốc đã được mở rộng cho đến mũi Cà Mau. Trước dinh độc lập là hai con đường, đường Hàng Thuyên bên phải và đường Alexander the Road bên trái chạy song song với con đường chính, đường thống nhất. Đấy là những con đường văn tự của Sài Gòn với hai đại diện tiêu biểu, một chữ nôm và một chữ quốc ngữ. Đường Hàng Thuyên thời Pháp thuộc khoảng năm 1871 có tên là đường Hồng Kông. Đến ngày 24 tháng 2 năm 1897, nó đổi tên đường là Amaro Page. Từ ngày 22 tháng 3 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hàng Thuyên và tên gọi đó được giữ lại cho đến nay. Hàng Thuyên, từ năm 1229 có tên thật là Nguyễn Thuyên. Cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định rõ quê gốc của ông. Song nhiều người cho rằng ông người làng Lai Hạ, huyện Thanh Lâm, Châu Nam Sách, Lộ Lạng Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ tiến sĩ năm 1247 và làm quan tới chức thượng thư bộ hình dưới thời Trần Nhân Tông. Ông là người nổi tiếng với gia thoại viết bài văn tế cá sấu để trư cá sấu ở sông Hồng và giỏi thơ nôm. Ông là người đầu tiên dùng thơ đường luật vào thơ nôm. Nên đời sau gọi thơ nôm theo đường luật là hàng luật. Ông được xem là người phát triển và phổ biến chữ nôm ở Việt Nam. Song song với chữ Hán, chữ Nôm trở thành một phương tiện quan trọng trong đời sống trước tác của tầng lớp trí thức, biểu thị cho lòng yêu văn hóa tiếng Việt và tính thần, duy trì phẩm tính Việt trong suốt chiều dài lịch sử của quốc gia Việt Nam trong giới trí thức dân tộc. Còn về đường Alexander, thực ra thời phát thuộc từ ngày 2 tháng 6 năm 1871, đường này có tên là đường Rue de Parisot, đường Hoàng Sa, đến ngày 16 tháng 10 năm 1871, đổi lại là đường Columbus. Từ ngày 22 tháng 3 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi là tên đường Alexander đến ngày 4 tháng 4 năm 1985, chính quyền mới đổi lại là đường Thái Văn Lùng. Tuy nhiên, may mắn thay đến nay Alexander đã lấy lại tên cho con đường này. Alexander là một nhà truyền giáo dòng tên và là một nhà ngôn ngữ học thời người Pháp. Ông đã góp phần quan trọng vào quá trình truyền bá công giáo tại Việt Nam và hình thành trừ quốc ngữ. Dù ông thừa hưởng những kết quả nghiên cứu và thực hành tiếng Việt của nhiều giáo sĩ trước ông để hệ thống hóa và xây dựng bộ chữ quốc ngữ tương đối hoàn chỉnh cho người Việt Nam. Song với hai tác phẩm ông biên soạn là Từ điển Việt Bồ Lào và Phép giảng 8 ngày bằng chữ quốc ngữ lần đầu được xuất bản tại Roma vào năm 1651 đã khiến người Việt nhiều thế hệ xem ông là người có công lớn trong việc hình thành chữ quốc ngữ. Một bộ chữ viết hiện được sử dụng chính thức tại Việt Nam, việc đặt tên đường có ý nghĩa rất quan trọng về để lưu giữ những giá trị truyền thống, gợi nhắc di sản tổ tiên để thế hệ sau tri ân tiếp bước học tập và hành động. Tiếc là hình như những người nắm giữ quyền lực trong chính quyền mới đã không có những nhận thức sơ học yếu lược như vậy. Để rồi sau năm 75 họ bỏ thay hoặc đổi tên đường một cách tùy tiện.